Muốn tạo được vận động chân chánh thì thân thủ bộ pháp tích cực liên quan. Trực tiếp vô đây, đánh mạnh nha, dồn sức đánh mạnh. Nội công. Trở lại xà. Con xà sao mà nó chẻ mày cái mày chết rồi. Thấy xà không? Thu về. Thu về. Thu về một mối. Mình đánh đối phương chụp húp thu về một mối, mình đánh về cũng đỡ, tưởng đỡ được làm sao đỡ được, tới rồi nó đánh này ba đòn, nó cấp kỳ vậy đó, đánh này làm sao tao ra, không có ra được. Hiểu sư phụ nói. Y nhạt vậy nha. Cái như thế này nè, ý thức của mình, ý thức, cái ý thức phải có. Còn đánh ít bất mình không biết, giờ tao đánh tao biết giờ này, thấy không?
trở như con rắn mà nó bắt lui. Hay sao? Chúng không? Đánh đi. Sẽ trúng không? Rõ ràng không có. Bụp bụp siêu bụp 3 cái đi. Ba đi. Cái 3, cái 2, cái 1 mất luôn. Vậy hả? Nó lạ. Được rồi. Nó lạ. Ha. Nhã lực. Cái nhã lực lạ. Đỡ đây. Nó đã ở hai bên này. Đỡ. Thấy sao? Sư phụ. Nghe nhấu lên như điện xẹt phải không? Bám đất. Tao đánh thực chất thôi. Tê quá, không dừng lại được. Rồi tao điểm cái rồi sao? Còn rung không? Đến tay thì buồn. Thì tấn công người là mình đem mình vô chỗ chết. Đá đi. Đá lại coi. Em dễ sợ lắm. Nhưng tao lực tài căng. Ngọc mạc, em chụp ta. Phải cảm nhận hai nhát không? Trời. Cái cơ sở mình rất rõ, dễ sợ. Ba cái. Một cách nào mình làm được ba việc. Còn thần kinh làm được có một việc thôi. Đỡ là đỡ thôi. Thì trong sức Nga đỡ. Mình làm 3 việc. Võ đạo Việt Nam. Tinh thần, linh hồn, chân khí là tình thương, tình nhân đạo. Nhân đạo tính của con người Việt Nam. Cảm ơn.